Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua về câu chuyện công tử Bạc Liêu hay Hắc công tử từng đốt tiền để nấu xem ai chín chín trước trong một cuộc thi so tài. Và thật không may cho công tử Bạc Liêu vì trong lần đó ông đã để thua nhân vật này. Ây chà, công tử Bạc Liêu là người được cho là giàu nhất vùng, vậy mà ai còn chơi lớn hơn cả công tử Bạc Liêu nữa. Và nhân vật mình đang nói tới đó chính là nhân vật chính trong tập phim của chúng ta ngày hôm nay, không ai khác đó chính là công tử Mỹ Thò hay còn gọi là Bạch công tử. Trong tập phim lần này gồm 4 chương nhưng khá là ngắn gọn, bao gồm chương 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về Bạch công tử và tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông trở nên giàu có đến như vậy. Chương 2 nói về niềm đam mê cải lương của ông đam mê tới nỗi mà tán gia bại sản, cũng như có cô vợ tên tuổi, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Chương 3 mình sẽ nhắc tới những giai thoại khét tiếng của ông khi ông còn đương thời. Và chương 4 là chương cuối cùng, nói về những ngày tháng cuối đời của Bạch công tử với cái kết bi thảm. Bên cạnh đó, xuyên suốt tập phim, mình cũng sẽ kết hợp giới thiệu về ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, nơi từng thuộc về ông luôn nha. Rồi, giờ các bạn cùng đi khám phá với mình luôn nào. Điều đầu tiên mình nghĩ chúng ta nên làm là phải biết cụ thể chủ nhân ngôi biệt thự này là ai thì chúng ta mới hiểu hết được giá trị của ngôi nhà này, đúng không các bạn? Vậy thì mời các bạn đến với chương 1. Chương 1, tìm hiểu về Bạch công tử. Bạch công tử tại sao giàu có? Công tử Mỹ Thò là người từng sở hữu căn nhà mà hôm nay mình và các bạn đang khám phá, có tên là Lê Công Phước, từng là một tay chơi khét tiếng nổi tiếng ở miền Nam những năm thập niên năm 1920, năm 1930. Công tử Mỹ Thò còn có biệt danh khác là Bạch công tử, và cùng với Hắc công tử hay công tử Bạc Liêu, Trần Trịnh Huy đã để lại rất là nhiều giai thoại về việc ăn chơi khét tiếng. Bạch công tử là con trai thứ tư của đốc phủ Lê Công Súng, quê gốc ở Bình Định. Mình nghĩ là mọi người nghe đến đây, mọi người sẽ nghĩ là Bạch công tử giàu là do có một người cha giàu, đúng không các bạn? Điều đó cũng đúng, nhưng mà chính xác hơn là thở ban đầu ông đốc phủ này không giàu có lắm đâu. Nhưng được cái ông có rất là nhiều vợ, trong đó có bà Đào Thị Linh, cũng chính là mẹ của Bạch công tử, người chợ cũ Mỹ Thò, quốc tịch Pháp. Hai người kết hôn chính thức có hôn thú, nhưng nửa chừng thì chia tay nhau. Thời gian sau bà Linh bị bệnh lao, bây giờ là bệnh nan y, thì không hiểu lý do gì hai người lại tái hợp và kết hôn lại. Sau đó đốc phủ thuê một căn nhà riêng ở Sài Gòn để nuôi bà Linh, nhưng bà Linh cũng không qua khỏi các bạn, và sau đó đã mất khi còn rất là trẻ, để lại một gia tài rất lớn cho cha con của ông đốc phủ. Từ đó hai cha con nhà Bạch công tử mới trở nên giàu có, nức tiếng như đương thời. Chính vì câu chuyện này mà nhiều người cho là ông đốc phủ giàu nhờ nhà vợ. Về sau ông đốc phủ cũng đột ngột mất, không để lại di chúc. Bạch công tử được toàn quyền thừa kế toàn bộ tài sản của cha mình để lại. Tổng tài sản của ông lúc bấy giờ được biết đến không dưới 1.000 mẫu ruộng. Ông đốc phủ giàu vì vợ, còn Bạch công tử giàu vì có một người cha giàu ha các bạn. Ok, giờ quay lại ngôi biệt thự cổ này nào. Ở phía trước của căn nhà còn có một cái hồ sen nữa nè. Đây, rồi bây giờ là trực diện nhà của công tử Bạc Liêu nha các bạn. Nhà Bạch công tử Lê Công Phước được xây dựng vào năm 1925 đến năm 1926 với tổng diện tích là 322 m² trên một khu đất rộng 4.000 m², nằm ở số 62 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Do ông từng du học bên Pháp nên ông được cho là một người rất là xính Tây. Có lẽ vì vậy mà căn nhà cũng được xây dựng theo kiến trúc phương Tây đặc trưng của những gia đình giàu có vào đầu thế kỷ thứ 20. Nhìn từ bề ngoài của ngôi nhà thì các bạn cũng đã thấy ngôi nhà của Bạch công tử được sơn màu vàng nhạt với các cột bê tông cốt thép. Mái của ngôi nhà được lợp bằng mái vây cá, có tới 8 bờ mái được trang trí hình tu ba. Ngoài ra mỗi mái đều được gắn hình bồ câu bằng xi măng. Đỡ mái là hệ thống cột bê tông âm tường. Nền của nhà của Bạch công tử cao khoảng 40m so với mặt đất, được lót bằng gạch bông có kích thước 20cm nhân cho 20cm. Không chỉ có ở mặt trước không đâu, thì bên hiên của căn nhà nó cũng có một cái trái nữa mọi người. Đây là mé bên hông nè. Thường có máng sói nữa nè. Các bạn thấy không? Hệ thống máng sói của căn nhà ha. Ngoài ra thì phía bên tay trái của nhà công tử Bạc Liêu các bạn, đây, nó có một cái tum nhỏ nhỏ nữa, cái chòi nhỏ nhỏ nữa. Thì ở trong này có một cây đàn kìm và một cây đàn guitar ha. Rồi giờ hãy cùng mình bước vào bên trong luôn nha. Cửa chính của căn nhà này được chạm khắc rất là phương Tây luôn các bạn. Nhìn nó là mình liên tưởng đến những công trình thời Pháp vẫn còn tồn tại ở Sài Gòn cho đến ngày hôm nay. Trước khi bước vào bên trong á mọi người, thì các bạn thấy là bên phải cũng có một cánh cửa. Còn đây là gian chính nè. Còn bên trái cũng có một cánh cửa luôn. Mà hình như là hiện tại hai cánh cửa này đều khóa lại hết các bạn.
chúng ta chỉ có một cái lối đi duy nhất thôi, là lối đi chính diện. Ở chính diện ở cái gian chính á, thì các bạn thấy là có một bộ bàn ghế ha, và ở phía trên á, thì có để ý hình của Bạch Công Tử luôn, Lê Công Phước luôn. Ở trên trần nhà thì được dát vàng mọi người. Ồ, cái đèn chùm nè, có cái kiến trúc rất là lâu đời ha. Không biết được làm bằng gỗ gì nữa. Ồ, mình đâu có người thuyết minh đâu ha anh. Có thuê được không? Không rồi. Rồi. Yeah. Còn đây là cái bộ bàn thờ nè. Ở dưới miền Tây á, các bạn hay có cái bộ này lắm nè. Nhà nội của mình á, cũng có một bộ giống vậy nữa. Nhà ngoại cũng có luôn. À, chắc là để thờ Bạch Công Tử luôn. Đây là cái tủ nè, mà có đựng những cái ly rượu mà dùng để uống rượu ngoại mọi người. Rượu của phương Tây á. Mặc dù các bạn biết ha, Công Tử đang ở miền Tây ha, nhưng mà uống toàn rượu ngoại không à. À, mấy cái tủ được khảm xà cừ hết mọi người. Đây có một cái chiếc xe đạp của Bạch Công Tử và một cây gậy nữa. Cái gậy này hồi xưa ông nội mình cũng có một cái nữa. Mình hay thấy ông nội mình chống lắm đó, có kiểu dáng tương tự như vậy luôn nè, hình như là làm bằng tre các bạn. Ngoài ra thì trên bốn bức tường á, nó cũng có bốn bức tranh nữa về quê hương ha. Đây, ở đây gần hơn này các bạn có thể dễ dàng thấy được cái bức tranh đó. Về một phong cảnh của một vùng miền quê nào đó. Nhà của Bạch Công Tử mọi người, nó được xây dựng theo phong cách đối xứng á, cho nên là bên phải có gì là gần như là bên trái nó được thiết kế tương tự như vậy á. Này các bạn thấy không, bên đó có một cái cửa ha, thì đối diện qua nó cũng có một cái cửa luôn. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi qua bên phía tay trái trước ha, là phía bên gần mình hơn á. À, gian này có lẽ là gian giải trí á mọi người. Thì mình thấy có cái hộp nghe nhạc nè, rồi có tivi nữa. Chúng ta bước vào cái tivi trước nha, tham quan cái tivi trước nha. Cái tivi này siêu mini luôn, không biết bao nhiêu inch nữa, nhỏ xíu à mọi người, chắc dưới 10 inch quá. Ở trên còn có hộp quà nữa và một cái chậu bông hình những cái đuôi con công á các bạn. Con voi nó chịu lên cái bình ha. Thì ở đây cũng có một bộ bàn ghế nữa nè. Wow, công nhận ha, mặc dù là cách chúng ta cả trăm năm rồi đó các bạn, nhưng mà nhà của Công Tử Mỹ Tho có đủ đầy đủ đồ hết. Đây là điện thoại nữa nè, ghê chưa. Cái này là bấm số xong rồi quay một cái, bấm số một cái quay một cái. Còn đây là cái đồng hồ quả lắc. Ở phía trên là một bức tranh đó ha, nó có để chú thích luôn á, là Gạp Hát Huỳnh Kỳ được ông Lê Công Phước, tức là Bạch Công Tử đó mọi người, xây dựng vào năm 1928 nè, sau đổi thành Gạp Viễn Trường năm 1963 và Phỉ Tho năm 1980. Hiện nay là siêu thị sách đường Đinh Bộ Lĩnh ha, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tại bức tranh về Gạp Hát Huỳnh Kỳ thì đây chính là gạp hát do chính ông xây dựng nên để cho đoàn cải lương của ông lưu diễn. Chắc có lẽ mình nên dừng lại ở đây một tí để đến với chương 2, nói về Bạch Công Tử dành cả cuộc đời cho niềm đam mê cải lương, tới nỗi tán gia bại sản, cũng như cô vợ tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Bạch Công Tử từng được cha cho du học ở Pháp về ngành sân khấu, cộng với ông có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật dân tộc cải lương, gánh hát quy tụ rất là nhiều đào kép nổi tiếng thời bấy giờ như Năm Phỉ, Tám Danh, Tám Mẹo, vân vân. Nhưng chỉ một năm sau, Bạch Công Tử đã tách ra và lập nên một gánh hát cho riêng mình.
có tên là Gánh Hát Huỳnh Kỳ, với sự tham gia của Phùng Há, Ba Văn, Năm Phỉ, Tám Du, Năm Thiên, Ba Thâu, Ba Đồng, Chính Món, Năm Kiệt, Hai Sự, Hai Nữ, Từ Bé. Và cô đào nổi tiếng nhất của Gánh Hát là cô Bảy Phùng Há, chính là vợ của Bạch Công Tử. Về sau, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há được coi là cây đại thụ của bộ môn nghệ thuật cải lương ở Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, bà là cô đào được rất là nhiều đàn ông săn đón, trong đó có thiếu gia ăn chơi nức tiếng lục tỉnh là Bạch Công Tử. Không những lập nên Gánh Hát riêng cho mình, ông còn xây luôn hẳn cả một rạp hát cho đoàn của ông. Mà theo mình biết được thì ngày nay nó đã trở thành scene cinema rất là to lớn và hiện đại. Scene cinema đây các bạn. Bạch Công Tử đã tiêu tốn rất là nhiều tiền vì sự nghiệp cải lương. Thời đó những gánh hát khác đều được đi bằng ghe chèo, thì Bạch Công Tử lại sắm một lúc tới 3 chiếc ghe, có gắn máy dùng để chở đào kép đi lưu diễn và được trang bị như là du thuyền. Theo mô tả thì chiếc đầu là chở Bạch Công Tử và Phùng Há, có lầu, phía trước có cột cờ và chơi cờ vàng, biểu tượng của Gánh Hát Huỳnh Kỳ. Đào kép thì đi trên chiếc ghe thứ hai, được ngăn thành nhiều phòng, nhiều ô cửa, có bếp, có chỗ vệ sinh, vân vân. Chiếc ghe thứ ba thì chở thầy đờn, nhân viên phục vụ và cả một đội bóng. Bạch Công Tử cho đào kép lên bờ xếp hàng và bắt tay xã giao với chính quyền sở tại. Sau đó thì hát bài đoàn ca, cờ vàng được kéo lên và Bạch Công Tử đưa súng lên trời và nổ liền mấy phát. Sau đó trong lúc đào kép đã chuẩn bị cho đêm diễn thì đội bóng sẽ đấu giao hữu với đội bóng địa phương với mục đích là thu hút khán giả tới đi xem hát. Và cho dù thắng hay thua, đội bạn cũng được chiêu đãi và mời đi xem hát. Nhờ lưu diễn bằng ghe nên thời đó dù cho vùng sâu vùng xa đều được Gánh Hát lui tới. Vở tuồng ăn khách nhất của đoàn Huỳnh Kỳ là Giọt Máu Chung Tình. Mỗi lần Gánh Hát giờ đi nơi khác, Bạch Công Tử lại cho kéo cờ vàng, đốt pháo và rút súng lục ra bắn. Khán giả thì đứng chen chân trên bờ và vẫy tay chào. Không chỉ để dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân miền sông nước, Gánh Hát Huỳnh Kỳ của Bạch Công Tử còn thu hút khán giả Sài Gòn. Trong hồi ký Nổi Trôi Trong Ánh Đèn Màu, nghệ sĩ Bảy Nhiêu đã viết: đến 3 giờ chiều thì vé các hạng của Gánh Hát Huỳnh Kỳ đều hết. Nhiều người thất vọng đón buổi tối để mua vé cho ngày mai. Giờ nhìn vào bức tranh Gặp Hát Huỳnh Kỳ này, có lẽ chúng ta đã hiểu nhiều hơn rồi đúng không các bạn? Một trong những công trình ý nghĩa mà ông đã tạo nên. Nhưng rất tiếc Gặp Hát ngày nay đã không còn nữa. Vì đến năm 1930, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đời sống người dân hết sức khó khăn, nhiều gánh hát cải lương buộc phải giải tán, trong đó có Gánh Hát Huỳnh Kỳ. Khoảng 5 năm sau, Bạch Công Tử cho tái lập lại nhưng không gây được tiếng vang. Vì vậy ông cho giải thể, chấm dứt sự nghiệp cải lương. Và đến khi sạc nghiệp thì cả ngôi nhà và Gặp Hát đều bán lại cho ông Lê Ngọc Chiếu, một người giàu có trong vùng. Một cái kết rất là buồn luôn đúng không các bạn? Nhưng đây chỉ là một cái kết buồn thôi. Các bạn chờ đến đoạn kết thì còn bi thảm hơn nữa. Các bạn thấy không? Ở đây người ta có để luôn nè: di tích cấp tỉnh thành phố ha. Nếu hồi nãy bên kia là chiếc xe đạp thì bên đây các bạn thấy là một chiếc xe máy nè. Motolette. Cái hiệu của nó là Motolette. Mobilette. Có bản số luôn nha. 63FB8187 ha. Cách đây cả trăm năm mà ai sở hữu chiếc xe này thì phải nói cũng thuộc dạng số má lắm mới có được. Nói tới đây là mình nhớ đến những giai thoại ăn chơi khét tiếng của Bạch Công Tử. Thôi thì mời các bạn đến với chương 3 của tập phim này. Chương 3, những giai thoại khét tiếng về Bạch Công Tử. Có ai đã từng xem qua bộ phim Chị Em 2 có Ngọc Trinh và Minh Hằng đóng chính vào mùa phim Tết vừa rồi không? Nhân vật chính trong phim đó chính là cô Ba Cha. Đây là nhân vật có thật nha các bạn. Thời bấy giờ có một người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp tên là Trần Ngọc Cha. Vẻ đẹp của cô Ba Cha nức tiếng gần xa. Dù chưa từng có cuộc thi Hoa hậu Đông Dương nào diễn ra, nhưng mọi người vẫn phong danh hiệu cho bà là Hoa hậu Đông Dương. Điều đó khiến cho không chỉ các công tử, các phú ông Nguyện, thầy Thông, thầy Lý vân vân đều mê mẩn, mà cô Ba Cha cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Hắc Công Tử và Bạch Công Tử. Trong số những lần thách đấu giữa hai công tử này, có cuộc thi đốt tiền nấu chín 1 kg đậu, có giai thoại thì kể là nấu trứng. Địa điểm tổ chức tại nhà Hắc Công Tử, cô Ba Cha làm trọng tài. Kết quả sau gần 1 giờ đốt tiền, nồi đậu của Bạch Công Tử đã sôi trước. Hắc Công Tử thua phố này nên bèn nói: chú em nhỏ tuổi nên tháo thắng, qua nhường cho chú em đó. Lần thách đấu này được lan truyền rộng rãi, được xem là ngông nhất của hai vị công tử. Bên cạnh biệt danh là Bạch Công Tử, thời ấy người ta còn gọi ông là Công Tử Uy. Uy trong tiếng Pháp có nghĩa là đồng ý. Bạn bè đến chơi nhà, thấy bộ salon đẹp nên ngỏ ý xin. Bạch Công Tử lập tức nói: Uy, to cứ lấy về mà xài. Rồi bất cứ thứ gì trong nhà, thậm chí đang mang trên người mà bạn bè xin, ông cũng trả lời ngay: Uy, tức là đồng ý. Thì đập vào mắt của Hữu lúc này là một cái giường các bạn. Nó giống như là cái giường của các hoàng hậu trong cung của mọi người.
Mình nhớ không lầm thì bên nhà của công tử Bạc Liêu mình từng đến, nó cũng có một cái giường tương tự như vậy nè. Nghe nói là nằm rất là mát vào mùa hè luôn á. Ở dưới đây nó lạnh lạnh nè các bạn. Cái bộ này nè. Mà các bạn thấy không? Mỗi cái khu vực của cái giường á, nó đều có một cái được chạm chỗ một cách rất là công phu tỉ mỉ luôn mọi người. Đó. Khoét luôn nha. Lá trúc nè, đó. Dăn bồn vừa ngủ ha để tránh muỗi. Ngoài ra trong gian này á, còn có hình của công tử Lê Công Phước hay là Bạch Công Tử mọi người lúc còn trẻ nè. Ồ, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Đây là cái pha lê của Bạch Công Tử rất là to luôn mọi người. Nè các bạn thấy không, cái tay mình nhỏ xíu à, mà nó cũ dữ lắm rồi. Cái này giống như cái bàn máy may vậy, mà không phải là cái bàn ha. Này, ở đây có cái tóm tắt lược sử về Bạch Công Tử nè. Họ sinh năm bao nhiêu, đồ ở đâu đó là có các bạn. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin thì cứ dừng lại và đọc ở khu vực này ha. Còn đây là gian trước. Gian trước thì bao gồm một cây quạt, một cây đèn giống như bên kia nè, thêm hai cái chậu bông và một bộ sưu tập tiền ha, tiền cổ đến từ rất là nhiều nơi trên thế giới luôn. Ở Đông Dương có nè, ở Pháp có nè, ở Thái Lan, Campuchia tiền Đông Dương. Đây nè mọi người, đây là hình của Hoàng đế Bảo Đại nè. À, Hoàng đế Bảo Đại là vị vua, vị vua cuối cùng của các triều đại phong kiến của nước ta luôn á. Ngoài tiền giấy ra thì vẫn có tiền xu nữa. Còn hai bên là hai cái chậu bông. Cái quạt này chắc hiện đại quá. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Do tính rộng rãi phóng khoáng quá độ và do sự đi xuống của cải lương mà ông đã có cái kết bi thảm. Mời các bạn xem tiếp chương cuối của tập phim này luôn nha. Chương 4, cuối đời và cái kết bi thảm. Lúc còn hưng thịnh, Bạch Công Tử từng tuyên bố ông sẽ không bao giờ nhờ vả người khác. Nếu có sát nghiệp thì ông sẽ lái xe hơi ra Vũng Tàu và chạy thẳng xuống biển để kết liễu đời mình. Nhiều người cho rằng gọi là ăn chơi, nhưng thực ra Bạch Công Tử cũng chỉ lo cho gánh hát. Mặc dù vậy, ông cùng với Công Tử Bạc Liêu đã để lại nhiều giai thoại ăn chơi. Sau khi chia tay với Phùng Há, Bạch Công Tử càng ngày càng lún sâu và nghiện ngập, tài sản lần lượt bán hết. Người ta thấy ông lang thang ở phường Ông Thượng, nay là Tàu Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, mặc cho cơn nghiện và đói khát hành hạ. Ông không hề ngửa tay xin xỏ hay nhờ vả ai. Sau đó ông được một người thân mang về chăm sóc. Ông là ông Nguyễn Hoàng Phi, một điền chủ ở chợ gạo, con trai của một người bạn thân của ông Lê Công Súng, tức là cha của Bạch Công Tử. Nhưng vì hậu quả của nghiện ngập, Bạch Công Tử đã mất vào năm 1950. Theo ông Trương Ngọc Tường, thì sau khi đã thành danh, nữ nghệ sĩ Phùng Há nhớ lại những người đã từng là ân nhân của mình như thầy Tuồng, đạo diễn, trong đó có việc cải táng mộ của ông Đốc Phủ Lê Công Súng và hai người con của bà với Bạch Công Tử để đưa về Sài Gòn. Riêng thi hài của Bạch Công Tử được một người quen đem về an táng trên miếng đất vốn là của ông, nay đã đổi chủ. Nấm mồ của người giàu có nhất vùng trong hàng chục năm qua vẫn là nấm mồ đất. Mãi đến năm 2005, ngôi mộ mới được xây lại. Thì ở đây mình thấy có một bộ bàn ghế nữa nè. Rồi một cái tủ. Bên kia cũng một cái tủ nữa. Nếu hồi nãy các bạn đã có lược sử về Bạch Công Tử thì bây giờ có lược sử về nhà của Bạch Công Tử nha. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có quyết định xếp hạng nhà Bạch Công Tử là di sản lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Các cơ quan chức năng đã sưu tầm và phục dựng lại các đồ vật trang trí trong nhà như bàn ghế, đèn trùm, bộ trường kỷ, vân vân, phục dựng lại các tiểu cảnh, trồng thêm cây xanh ở hai bên và phía trước nhà, vân vân, để phục vụ cho khách tham quan du lịch ở Tiền Giang. Trải qua gần 100 năm tồn tại, ngôi nhà của Bạch Công Tử vẫn nguyên nét đẹp xưa và được đánh giá là một trong những ngôi nhà cổ độc đáo nhất tại thành phố Mỹ Tho, trở thành điểm đến hấp dẫn gần xa cho du khách. Nếu có dịp đến thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, mình nghĩ các bạn cũng nên ghé lại đây tham quan một chút nha. Còn giờ nếu thấy video ngày hôm nay là hay và hữu ích, đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh này của mình nha.
Mình rất cảm ơn vì hành động đó của các bạn. Còn giờ xin chào và hẹn mọi người ở những cuộc hành trình tiếp theo. Xin chào.